Thưa quý vị, quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, binh chủng pháo binh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng, tập trung thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận tại Lữ đoàn 96, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện Long Thành nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống binh chủng pháo binh, 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2023. Vừa qua, Hội thi sĩ quan pháo binh toàn năng cấp lữ đoàn năm 2023 do Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 96, binh chủng pháo binh tổ chức, các tuyển thủ tham gia đều hoàn thành tốt các nội dung thi. Ghi nhận thực tế hội thi cho thấy 100% tuyển thủ vượt qua các nội dung thi, nhất là các nội dung đột phá và nắm chắc các yêu cầu đề ra. Qua đó là cơ sở để đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện sát thực tế, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Để sĩ quan trẻ thực hiện tốt công tác huấn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì trước hết phải thực hiện nghiêm túc chế độ, nền nếp, xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch, chương trình, lịch công tác hàng tuần, hàng tháng của đơn vị gắn với chế độ công tác ngày tuần, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Đây là thể hiện tác phong làm việc chính quy, khoa học của mỗi quân nhân, trước hết là đội ngũ sĩ quan trẻ. Đơn vị đã tổ chức quán triệt đến từng quân nhân nắm chắc các tiêu chuẩn, chỉ tiêu trong mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của tư lệnh pháo binh, các chỉ thị, chỉ lệnh, tiêu chuẩn xây dựng đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi. Về phương pháp huấn luyện, đơn vị đã tiến hành đúng quy trình từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến tổng hợp, vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm của Lữ đoàn 96 là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của một đơn vị cấp chiến lược ở phía Nam Tổ quốc. Trong huấn luyện, đơn vị chú trọng tập trung vào đột phá toàn diện trên cả bốn mặt: quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật. Huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến, duy trì huấn luyện cơ động với cường độ cao, trong đó huấn luyện chiến thuật là trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở. Đặc biệt huấn luyện cán bộ là then chốt theo phương châm cán bộ là gốc công việc. Tự hào với truyền thống binh chủng, năm 2023, lữ đoàn được binh chủng giao nhiệm vụ làm điểm về huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện điều lệnh giỏi và công tác kỹ thuật. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy lữ đoàn đã xác định nội dung cần đạt được để đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Thời gian tới, Lữ đoàn 96 tiếp tục tập trung nâng chất công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không ngừng phát huy truyền thống chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng, xây dựng binh chủng pháo binh vững mạnh toàn diện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.